măng. Bà con ơi, bà con ta biết hết măng rồi phải không bà con? Măng nó rất tốt cho sức khỏe, nhưng mà chỉ riêng một số người có bệnh thế này, vui lòng đừng ăn măng. Ăn măng vào thì nó xấu cho sức khỏe, bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi mà sức khỏe càng ngày càng xấu đi. Số người này là vui lòng đừng ăn nha bà con. Đó là người có bệnh tiểu đường, người có bệnh tiêu hóa kém, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, người bị đau dạ dày, đau thực quản đó bà con ha. Cho nên ta không ăn. Còn nữa là người có dạ dày trào ngược, bệnh thận, bệnh gút, trẻ tuổi dậy thì đã uống thuốc aspirin, và người cao tuổi đó là vui lòng đừng ăn măng, là những người như trên. Bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, tiểu đường, tiêu hóa, người bị đau dạ dày, đau thực quản, bị trào ngược, bệnh thận, bệnh gút, tuổi trẻ dậy thì mà người cũng đang uống thuốc aspirin là cũng không được ăn măng, và người cao tuổi cũng không được ăn măng luôn. Bà con ơi, ngoài những người không được ăn thì nó tốt vô cùng cho mọi người còn lại. Ăn là tốt, nhưng chỉ ăn nửa chén măng, khoảng 300g một ngày. Một ngày chúng ta ăn 300g một ngày, mà nếu ăn liền 6 ngày thì chúng ta phải nghỉ một ngày. Ăn liền 6 ngày là nghỉ một ngày. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.